Hello, Thùy Dương xin chào đại gia đình của New Skin. Thưa quý vị, là ngày hôm nay đó thì lại một lần nữa Thùy Dương có cái cơ hội để chia sẻ với quý vị về những cái sản phẩm của New Skin mà Thùy Dương đang xài. Tuy nhiên đó là lần này thì chúng ta lại có một người very special guest, là một trong những thành viên của New Skin của chúng ta, đó là Mimi đã đến với chương trình. Là bởi vì Thùy Dương xin chào Mimi. Hi, chị Thùy Dương. Mimi có nói là đang hơi mắc cỡ và hơi nervous một chút, cho nên là mọi người xin thông cảm cho. Tuy nhiên là cái lý do tại sao mà ngày hôm nay Thùy Dương mời Mimi tới đây đó là bởi vì Thùy Dương đã được cái hân hạnh xài ageLOC Youth được 2 tuần. Đáng lẽ ra đó là Thùy Dương được xài cái sản phẩm này năm ngoái lận, nhưng mà tại vì khi mà anh An biết là Thùy Dương có mang thai cho nên là nói là thôi đợi cho sau khi mà có baby rồi mình mới bắt đầu với cái sản phẩm này. Thì Thùy Dương á, đối với Thùy Dương thì chỉ có được xài ageLOC Youth 2 tuần qua, và ngay lập tức Thùy Dương đã thấy rằng là mình ngủ, là một người mẹ mới đó thì tất nhiên là lúc nào cũng thèm cái giấc ngủ. Nhưng mà đặc biệt đối với Thùy Dương là sau khi mà xài cái sản phẩm này là tự nhiên thấy rằng là khi mà thức dậy đó thì không có cảm thấy mệt mỏi. Và có thể là tại vì bé bây giờ cũng ngủ đỡ hơn một chút, một đêm có thể là dậy có 1-2 lần thôi. Nhưng mà tuy nhiên là sau khi mà mỗi buổi sáng đó thì lại mình cảm thấy là không có mệt như là khi xưa nữa. Thì cái đó là cái nhận xét đầu tiên của Thùy Dương đối với cái sản phẩm này. Tuy nhiên là cái kinh nghiệm xài cái sản phẩm này nó không có được lâu dài, cho nên là ngày hôm nay Thùy Dương đã mời Mimi chia sẻ về bạn đã xài cái sản phẩm này bao nhiêu lâu rồi. Cảm ơn chị Thùy Dương đã cho em có mặt ngày hôm nay. Thì với sản phẩm Youth á, thì em bắt đầu xài từ hồi tháng 11 năm ngoái, tức là cũng chắc cỡ gần nửa năm rồi đó chị. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ là mình, tại khi mà công ty nó ra sản phẩm mới thì mình muốn thử cái sản phẩm như thế nào, thì em mới bỏ hết, không phải là bỏ hết nhưng mà gạt hết những cái sản phẩm mà em đang xài, giống như hồi xưa là em xài Life Pack Nano hay là những cái tea green hay những cái khác đó, thì em muốn focus vô cái Youth, thì em xài Youth được cũng được gần nửa năm. Thì trong cái thời gian mà bạn xài cái sản phẩm này thì có thể chia sẻ là đã thấy những cái gì thay đổi trong cơ thể cũng như là cái cơ thể của mình và bên ngoài cũng vậy. Nói về cơ thể của em á, thì em nghĩ là em có thêm nhiều năng lượng hơn. Tại chị biết khi mà mình làm, em thì em làm về Vươn Tới Vì Sao, những cái chương trình của cộng đồng người Việt Nam ở New Skin rất là nhiều. Cho nên nói về là mình phải lúc nào mình cũng phải dậy sớm, rồi ngủ trễ, thì những cái vấn đề đó lúc nào cũng happen hết rồi. Nhưng mà hồi xưa đó thì em mỗi lần mà ngủ dậy thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại vì cái đêm hôm qua mình làm rất là nhiều rồi, xong mình phải dậy sớm rất là mệt. Nhưng mà từ khi mà có ageLOC Youth đó, thì khi mà em dậy em không có còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tức là mình dậy like that, you know, yeah, like that. Thì chị Thùy Dương cũng biết đó là nếu mà anh chị nào mà đã làm trong New Skin với em 2 năm rưỡi đó thì họ biết là cái mặt của em rất là bad, like bad acne, rất là mụn, rất là nhiều. Nhưng mà sau khi mà em xài Youth đó thì dramatically nó thay đổi. Thì các anh chị cũng đã thấy trên màn hình đó là rất là bad, right? Nghĩa là cũng nó làm cho mặt cảm thấy nó không phải là mụn bình thường mà nó cũng còn gần như là sưng cái yeah, yeah. Okay, thì like từ inflammation là nó sưng cái mặt em lên luôn. Mà từ khi xài Youth rồi thì cảm thấy rằng là đã bớt đi rất là nhiều. Hiện tại thì em không nói là em hết mụn hẳn. Tại vì mụn của em là mụn bên trong, so nó phải thay đổi cái bên trong của em. Cho nên nó hết ở đây là nó không còn bị sưng giống như hồi xưa nữa. Nhưng mà thì tất nhiên những con scar thì cái đó em still working on it, nhưng mà Youth will help with that too. Nhưng mà hiện tại là cái anh chị cũng thấy là mà em không có còn bị sưng. Mặc dù có make up nhưng mà nếu mà bị sưng là mình sẽ thấy mụn nó lòi lên, right? Nhưng mà it's not there okay anymore, so. Thì đối với cái experience của em đối với ageLOC Youth thì bây giờ đã xài được là 6 tháng mà chỉ xài cái sản phẩm này thôi, không có xài Life Pack Nano hay là những cái sản phẩm khác, thì em nghĩ rằng là ageLOC Youth có đủ không cho em, hay là em nghĩ rằng là trong tương lai em sẽ xài những cái sản phẩm khác nữa? Thì đối với em á, là công ty lúc nào cũng recommend là mình xài supplement đầy đủ hết. Thì tại bây giờ em đang muốn focus vô Youth cho nên em chỉ xài sản phẩm Youth thôi. Nhưng mà for sure là hiện tại là em đang go back to bắt đầu xài Life Pack Nano, rồi Tea Green, rồi những cái supplement khác. Tại vì nếu mà mình có nhiều supplement thì tất nhiên sức khỏe mình được tốt hơn. Cho nên em biết được với Youth là nó đã giúp được mặt của em. Thì hiện tại là em có một cái 100%, tức là 110% believe là Youth is good for everyone. Cho nên hiện tại em đã có cái sự tin tưởng nó rồi. Cho nên bây giờ em sẽ go back để mình có thể tiếp có thể dùng
thêm những cái sản phẩm khác nữa giống như hồi xưa. Dạ, chắc chắn là điều đó sẽ happen. Ok, thank you for sharing. Đối với Thùy Dương thì thưa mọi người là cũng mới xài được có 2 tuần thôi, thì đầu tiên nhất đó là chị có biết rằng là khi mà mình thức dậy thì mình không có bị mệt như là khi xưa, và hơn thế nữa khi mà mình ngủ đó, cho dù là mình được ngủ 10 tiếng. No. Cái đó là một cái giấc mơ. Cho dù là được ngủ 10 tiếng hay là nhiều khi đối với Thùy Dương 5 tiếng thì cũng vẫn cảm thấy giống như là mình đã được ngủ 10 tiếng. Thì hy vọng là lần sau, có thể là 6 tháng sau đó, Thùy Dương có thể nói là da mặt của Thùy Dương nó tuyệt vời như là Mimi. Thùy Dương cảm ơn Mimi đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và như là mọi người đã nghe Mimi chia sẻ, ageLOC Youth đã giúp cho cô ta bên trong cơ thể đó là bớt mệt hơn. Còn bên ngoài thì mọi người sẽ thấy là cái da dẻ của Mimi đã improve 110%, phải không? Yes. 110%, cho nên là đó là những cái điều chia sẻ về ageLOC Youth của Mimi. Thùy Dương cảm ơn Mimi ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn chị Thùy Dương rất là nhiều. Thùy Dương xin cảm ơn Mimi, xin cảm ơn mọi người, và sẽ hẹn gặp lại everybody lần sau. Thank you, bye.